Honey chào đón quý vị đang theo dõi Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, quét nhà là một công việc mà ai cũng thường xuyên làm mỗi ngày. Nhiều người thường quét nhà bất cứ khi nào, khi có bụi bẩn xuất hiện mà không quan tâm đó là thời điểm nào. Nhưng quý vị có biết rằng thời điểm mà bạn quét nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận may vượng khí của gia đình hay không? Theo quan niệm tâm linh, 3 ngày Tết được xem là ngày thần tài gõ cửa. Người ta đến nhà nhau chúc Tết đem những điều may mắn đến cho gia chủ. Chính vì thế mà đây là thời điểm cấm kỵ quét nhà. Nếu phạm phải thì gia chủ có thể vô tình tự quét đi hết tài lộc, quét đi những lời cầu chúc an khang may mắn cho bản thân và gia đình. Quý vị tuyệt đối lưu ý, nếu không thì tiền mất tật mang, tay bay vạ gió. Ngoài ra thì cũng có một số thời điểm được các chuyên gia phong thủy coi là cấm kỵ không được quét nhà. Đó là những thời điểm nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 3 ngày đầu năm mới. Ở một số nước châu Á, kiêng quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới âm lịch là phong tục được truyền từ lâu đời. Người ta tin rằng phong tục này xuất phát từ một câu chuyện cổ ở Trung Quốc. Theo truyền thuyết ngày xưa, thủy thần tặng cho lái buôn nọ một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ đó, người lái buôn này bỗng trở nên giàu có khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Bỗng một năm Như Nguyệt mắc lỗi vào đúng ngày mùng 1 Tết khiến cho ông chủ nổi giận, ông ta đánh đập mắng nhiếc thậm tệ khiến cho nàng tủi thân biến vào đống rác. Khi dọn dẹp, người lái buôn vô tình mang rác đi đổ, đổ luôn cả nàng Như Nguyệt. Sau đó thì ông ta lại quay trở về với cuộc sống nghèo khó. Ở Việt Nam thì lại có chuyện sự tích cái chổi để giải thích tập tục này. Ngày xưa thì ở trên trời có một người đàn bà nấu ăn rất là khéo tay nên Ngọc Hoàng giao cho bà chuyên trông nom công việc nấu ăn ở Thiên Trụ. Nhưng bà lại có tật hay ăn vụng và tham lam. Bà yêu một lão chăn ngựa trên thiên đình. Bà đã nhiều phen lấy cắp rượu thịt trong Thiên Trụ giấu đưa mang ra cho lão và cũng nhiều phen bà dắt lão lẻn vào kho rượu mặc sức cho lão bí tỉ. Lệ nhà trời, những người hầu hạ đều có thức ăn riêng nhất thiết, không được đụng chạm đến ngự thiên, dù là Ngọc Hoàng ăn thừa thì cũng vậy. Một hôm, Ngọc Hoàng mở tiệc đãi quần thần, giữa lúc cỗ đang bày lên mâm thì từ đàng xa bà đã nghe tiếng lão chăn ngựa hát, bà biết lão tìm mình. Bà lật đật ra đón và đưa dấu lão vào phía góc trại. Trong bóng tối thì trên giá mâm đặt ở gần đó có biết bao nhiêu là mỹ vị, mùi hương thì thơm phức đang đói sẵn. Lão dở lồng bàn sờ soạn, bốc lấy bốc để. Khi những người lính hầu vô tình bưng mâm ngự thiện ra thì bát nào bát ấy đều như đã có người nếm trước. Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa trông thấy thì không ngăn được cơn thịnh nộ. Tiếng quát tháo của Ngọc Hoàng dữ dội làm cho mọi người sợ hãi. Người đàn bà nấu bếp cúi đầu nhận tội và bị đẩy xuống trần, bắt phải làm chổi để phải làm việc luôn tay không nghỉ và tìm thức ăn trong những rác rưởi dơ bẩn của trần gian. Lâu về sau thì thấy phạm nhân bày tỏ là phải làm khổ sai ngày này qua tháng khác không lúc nào được nghỉ ngơi. Ngọc Hoàng thương tình ra lệnh cho nghỉ 3 ngày trong một năm. 3 ngày đó là 3 ngày Tết Nguyên Đán. Bởi vậy đời sau trong dịp Tết Nguyên Đán người ta có tục lệ kiêng không quét nhà để cho trời được nghỉ. Xuất phát từ truyền thuyết trên thì nhiều người quan niệm nếu đổ rác ngày mùng 1 thì cũng hết tài lộc của gia đình. Quan niệm dân gian cho rằng nếu quét nhà đổ rác trong 3 ngày đầu năm là quét hết tiền bạc vận đỏ ra khỏi nhà, cả năm đó sẽ nghèo túng, khánh kiệt, thần tài sẽ đi mất. Do đó vào ngày 30 Tết thì dù vận rộn đến đâu, các gia đình cũng đều dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, bàn thờ sạch sẽ. Còn ở Nam Bộ, sau khi quét dọn, người ta còn cất hết chổi vì tin rằng ngày Tết bị mất chổi có nghĩa là năm đó nhà sẽ bị trộm vào vét sạch của cải. Nếu phạm phải thì cả năm sẽ nghèo túng, không được thần tài phù hộ. Tuy nhiên thì theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, việc kiêng kỵ này còn tùy thuộc vào quan niệm và tín ngưỡng riêng của từng người trong gia đình. Song nếu hiểu, biết các tập tục ngày Tết sẽ giúp cho người ta biết cách cư xử sao cho tế nhị, tránh gây hiểu lầm khó xử trong các mối quan hệ. Quét nhà vào sáng sớm là đại kỵ với những người kinh doanh buôn bán. Nếu bạn đang làm những công việc như vậy thì nên tránh không phạm phải điều cấm kỵ này. Hành động quét nhà hóc rác vào buổi sáng mang ý nghĩa quét bỏ tài lộc, vận may ra khỏi cửa. Do đó, nếu muốn chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, tốt nhất là không nên quét nhà sáng sớm. Nếu phải quét dọn vào buổi sáng thì hãy thu gom rác vào một góc khuất trong nhà rồi cuối ngày mới đem đi đổ. Đêm khuya,
Đêm khuya cũng là thời điểm không nên quét nhà bởi đây là lúc mọi người nghỉ ngơi. Việc quét nhà sẽ tạo ra ồn ào bụi bẩn bay khắp nhà, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, ngủ cũng không được ngon giấc. Theo phong thủy thì dọn nhà ban đêm là cực độc vì nó giống như hành động đánh thức những điều xấu khiến cho gia đạo bất ổn, tai họa dễ ập xuống gia đình. Từ lâu thì chổi đã được biết đến như một vật dụng bắt buộc phải có trong mỗi gia đình. Chổi có tác dụng làm sạch nhà, lấy đi hết những bụi bẩn trong căn nhà. Nhiều người thường có thói quen để chổi ở đâu cũng được vì đây đơn giản là đồ dùng nhỏ nhặt bình thường. Thế nhưng phong thủy lại chứng minh rằng nếu gia chủ để chổi sai vị trí thì có thể sẽ tiện tay quét hết đi tài lộc may mắn của gia đình. Do vậy, vị trí đặt chổi cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong phong thủy. Ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ chỉ ra các vị trí nên và không nên đặt chổi trong nhà để mang lại may mắn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không nên để ở góc phòng khách. Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát. Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể ám theo người sống trong nhà. Những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như là vận trình của gia chủ bị sa sút. Không nên để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào. Nên để chổi quét nhà ở đâu cho hợp phong thủy? Đó là câu hỏi của rất nhiều người. Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kỵ trong phong thủy. Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà giúp cho tài vận vượng phát. Đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào, theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe cũng như là khiến cho tài lộc khó lòng tích tụ. Không nên đặt chổi quét nhà ở nhà vệ sinh. Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn, khí xấu tích tụ càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong thì chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu họa khó bề tưởng tượng được. Chính vì vậy, đừng bao giờ để chổi quét nhà trong nhà vệ sinh các bạn nhé. Có thể bạn không biết điều này, nhưng những gia đình truyền thống Trung Hoa không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác vào nhà mình mà thấy ngay cây chổi quét nhà, hoặc là chổi lau nhà hay bất cứ dụng cụ vệ sinh nào là một điều cực kỳ xấu. Không đặt chổi trong bếp. Một vài gia đình có thói quen đặt chổi trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp là đại diện cho nữ chủ của gia đình và nếu đặt chổi trong bếp nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vị nữ chủ này. Không chỉ vậy, bếp là nơi chúng ta để thức ăn, còn chổi lại mang nhiều bụi bặm vi khuẩn, do đó nó cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình. Không nên đặt ở vị trí góc nhà. Theo thói quen phổ biến của hầu hết các gia đình là đặt chổi ở góc nhà bởi vị trí này không ảnh hưởng đến mỹ quan, không chiếm diện tích mà lại còn tiện lợi. Tuy nhiên thì bạn cần biết rằng trong phong thủy, vị trí góc nhà nếu đối diện cửa ra vào chính là vị trí tài vị, liên quan đến sự thịnh suy của gia đình, sự chìm nổi của đời người và quyết định tài vận cũng như là may mắn của thân chủ. Tuy nhiên thì bạn thường không thể phân biệt được chính xác góc tài vị đó là ở vị trí nào. Vì thế, nếu vô tình đặt chổi đúng vị trí quan trọng này thì coi như chính bạn tuyệt đường kiếm ăn của cả gia đình. Nên đặt ở phía sau nhà hoặc là ban công. Phía sau nhà ở hoặc ban công là hai vị trí thích hợp nhất để đặt chổi quét nhà mà gia chủ không cần lo sẽ ảnh hưởng tới vận trình của gia đình. Chổi quét nhà thường có nhiều bụi bẩn, bản thân nó tự nhiên cũng mang theo nhiều khí xấu mà vị trí trên là những nơi khuất nhất của một ngôi nhà, có khả năng khắc chế tác động tiêu cực từ các nguồn vận khí xấu. Bên cạnh đó thì chổi được đặt ở vị trí kín đáo còn có ý nghĩa bảo vệ gia chủ khỏi những dòng ngó hay là ý đồ xấu từ những kẻ xung quanh. Lúc này có thể ví như chổi là thần giữ của, ngăn cản những ai có ý định dòm ngó đến tài sản của cả gia đình, giúp các thành viên trong gia đình có cuộc sống an lành. Vậy mới thấy chỉ một cây chổi quét nhà bé nhỏ thôi nhưng cũng có nhiều điều phải chú ý. Và theo các chuyên gia phong thủy thì mỗi vật dụng trong nhà đều mang những ý nghĩa phong thủy khác nhau. Chúng ta không thể tùy tiện sơ sài và đừng phạm phải những điều cấm kỵ.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có một vật dụng khác tiện lợi hơn được nhiều gia đình sử dụng để thay thế cho cây chổi quét nhà, đó chính là máy hút bụi. Máy hút bụi là một trợ thủ đắc lực cho các bà nội trợ khi dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên thì thói quen lạm dụng công cụ này để hút tất cả mọi thứ rác rưởi lại rất dễ gây ra hậu quả khôn lường đối với sức khỏe cũng như là làm giảm sức tuổi thọ của máy, gây hỏng hóc động cơ. Trong phần tiếp theo, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các lưu ý khi chọn và sử dụng máy hút bụi sao cho an toàn và hiệu quả. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vật cứng. Những vật cứng như là đồng xu, ốc vít hay là đồ chơi của trẻ sẽ gây hại nghiêm trọng cho máy hút bụi, khiến cho chúng có thể ngừng hoạt động. Những vật dụng này khi hút vào trong máy sẽ khiến cho máy bị tắc lại, làm hỏng túi chứa, thậm chí phá vỡ động cơ. Thay vì hút, người dùng nên nhặt hết những đồ vật cứng để tránh rủi ro cho máy hút bụi. Bã cà phê. Những người hay uống hoặc là pha chế cà phê đều biết đến việc làm sạch phin cà phê mất công như thế nào, nên nhà bị dính bã cà phê rất khó lau sạch. Nhưng bạn cũng đừng cố gắng dọn nó bằng máy hút bụi, việc làm này có thể tắc nghẽn đường ống, hỏng động cơ hoặc là tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển ngay trong máy. Đồ ăn tươi. Một số đồ ăn tươi như là lá rau tươi, salad khoai tây, bạn không nên sử dụng máy hút bụi để vệ sinh. Bởi vì kích thước của những thứ này có thể làm tắc nghẽn máy, còn độ ẩm của chúng thì có thể làm hỏng động cơ. Không những thế, những thứ ăn tươi có thể bị hỏng và bốc mùi bên trong máy. Chất lỏng. Máy hút bụi thông thường thì không được thiết kế để hút nước. Nếu người dùng vô tình chạy máy hút bụi trên một vũng nước sẽ gặp nguy cơ bị điện giật và làm hỏng máy. Thậm chí, nếu không bị điện giật và máy không bị hư hỏng, việc vệ sinh túi đựng bụi, ống dẫn sẽ vô cùng khó khăn. Lá khô, vụn cây. Lá khô và nhánh cây nhỏ, vụn có thể gây nghẽn tác động cơ máy, vì vậy bạn nên dọn dẹp chúng bằng tay. Cho bếp, lò sưởi, bụi xây dựng. Dùng máy hút bụi để hút cho sưởi, cho bếp, bụi xây dựng về cơ bản thì không có tác dụng vì bụi nhỏ li ti bị thổi về phía sau của máy và bay ra bên ngoài. Tốt nhất nên vẩy một ít nước hoặc là chút bã cà phê để đảm bảo không hít phải bụi rồi quét bỏ vào thùng rác. Mảnh vỡ thủy tinh. Tương tự, vật cứng thì những mảnh vỡ thủy tinh sẽ khiến cho ống hút túi đựng bụi bị hư hỏng nặng, thậm chí là mảnh vỡ còn bị kẹt trong ống hút. Người ta nên dùng tay để dọn các mảnh vỡ này, tránh hút bụi bị hỏng, tốn cho chi phí thay thế. Đồ trang điểm, các loại phấn như là phấn mắt, phấn mặt, nền, phấn má và những mảnh son bị vỡ không nên bị hút vào máy hút bụi. Chúng có thể bị chảy ra khi ở trong máy và gây cho nguy hiểm. Hút tóc quá nhiều. Chỉ một ít tóc rơi vãi trên sàn nhà sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của máy hút bụi. Nhưng nếu rất nhiều thì lại là một câu chuyện khác. Tóc sẽ quấn vào bàn chải của máy khiến cho hiệu quả làm sạch kém đi. Người dùng nên quét dọn bằng tay nếu nhà vương nhiều tóc. Đất. Khi ai đó mang giày dính đất từ ngoài vào trong nhà thì bạn sẽ có thể nghĩ đến vệ sinh nền nhà bằng máy hút bụi. Nhưng điều đó là không nên. Việc đi giày bị dính đất sẽ khiến cho sàn hoặc là thảm trải sàn bị dơ và những hạt đất có thể lọt xuống phía dưới tấm thảm. Bên cạnh đó thì phần đất còn ẩm có thể gây hỏng hóc cho động cơ. Bởi vậy, dù là nguyên nhân gì mà sàn nhà của bạn có đất mà hãy dùng chổi để hót đi thay vì dùng máy hút bụi. Hiện nay thì chúng ta thường tập trung vào thương hiệu cùng những đặc điểm tính năng nổi bật được nhà sản xuất quảng cáo mà quên đi những yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng lâu dài sau này. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều mẫu mã, chủng loại máy hút bụi mà mỗi loại có từng tính năng ưu điểm riêng để phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau. Máy hút bụi dạng cây thích hợp cho việc hút bụi trên các loại sàn trải thảm, trong khi máy dạng hộp tốt cho hầu hết các bề mặt, đặc biệt là sàn cứng. Máy cầm tay thì tiện lợi và dễ dàng di chuyển, nó thích hợp cho việc dọn dẹp các khu vực nhỏ hẹp như là ô tô hoặc là sofa. Dưới đây là những chi tiết chúng ta cần tìm hiểu ngoài các thông số kỹ thuật để có thể chọn cho mình một chiếc máy hút bụi phù hợp nhất. Đầu tiên là tiếng ồn. Công suất máy là một chỉ số rất quan trọng cho biết lực hút của máy mạnh như thế nào. Tuy nhiên thì đi kèm với công suất lớn chính là tiếng ồn khó chịu mà nó tạo ra. Vì vậy khi lựa chọn máy hút bụi, hãy cân nhắc yếu tố này để chọn cho mình một chiếc máy có công suất vừa đủ cho ngôi nhà. Đồng thời thì nên bật máy chạy thử để xem tiếng ồn của nó tạo ra. Khả năng lọc chất gây dị ứng.
Nếu trong gia đình bạn có người bị dị ứng với bụi và phấn hoa, hãy tìm hiểu những loại máy hút bụi có lưới lọc chuyên dụng để có thể lọc được các hạt có kích thước siêu nhỏ nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Trọng lượng. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải đặc biệt chú ý đến khi chọn mua máy hút bụi bởi vì nó ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi sử dụng máy suốt trong thời gian này. Có một sự thật hiển nhiên là không ai muốn phải mang một chiếc máy hút bụi quá nặng nề đi dọn dẹp khắp căn nhà, ngay cả những người siêng năng nhất. Khả năng hút bụi cầu thang. Nếu bạn có nhiều tầng thì hãy cân nhắc đến các loại máy hút bụi gọn nhẹ, trong đó phù hợp nhất là loại máy hút bụi dạng cây và dạng cầm tay để đảm bảo cho bạn có thể dễ dàng hút sạch vị trí cầu thang cũng như là di chuyển lên xuống các tầng mà không bị mất quá nhiều công sức. Máy có khả năng lọc lông động vật. Đối với những nhà có vật nuôi như là chó, mèo, những sợi lông của chúng có thể dễ dàng làm máy hút bụi bị tắc hoặc là bị kẹt dẫn đến hỏng máy. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ hoặc là nhờ sự tư vấn của nhân viên bán hàng để chọn mua những loại máy hút bụi có đầu hút chuyên dụng để loại bỏ lông động vật. Sự linh hoạt khi điều chỉnh vòi hút. Một chiếc máy hút bụi tốt thì cần phải đảm bảo sự tiện lợi và thoải mái cho người sử dụng. Đặc điểm đó thể hiện qua tính linh hoạt khi di chuyển vòi hút bụi. Hãy chọn những loại máy dễ dàng điều khiển vòi hút qua trái, qua phải hay là luồn vào các khe dưới gầm giường. Yếu tố này thì đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi khi các khớp không còn được linh hoạt. Khả năng hút bụi trên các bề mặt. Không phải máy hút bụi nào cũng vận hành tốt trên mọi bề mặt khác nhau, đây cũng chính là sai lầm mà những người tiêu dùng thường hay mắc phải. Có loại máy được chế tạo để chuyên dùng cho việc hút bụi trên thảm trải sàn, một số loại máy thì lại chuyên dùng để hút bụi trên các bề mặt sàn cứng như là gạch, đá hoa, trong khi đó thì nhiều loại máy phù hợp để hút bụi trên nhiều loại bề mặt khác nhau. Vì vậy, tùy theo mục đích sử dụng để chọn loại máy phù hợp cho mình. Hy vọng là những thông tin mà Phong Thủy May Mắn vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho quý vị trong việc dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới hạnh phúc, bình an, may mắn. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận ngay bên dưới video này nhé. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi Phong Thủy May Mắn thì quý vị hãy đăng ký kênh YouTube, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo, cập nhật thêm về những kiến thức tử vi phong thủy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!